chiếc khăn khăn đêm 001 của trang chủ tôi. Những người bạn đã chờ sẵn trong đó rồi ha. Rồi đã chờ lâu lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Chị âm no 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 no. Chị bay đi đâu về đâu. Chị âm no 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 no. Đã bài giao tổ mật ong này của tôi. Em này thì tôi được tặng chung với mật ong hoa anh đào hồi Tết đó. Các bro còn nhớ không? Cái lỗ trống kia là do tôi unbox mà ra đó. Tất nhiên là với chiếc bụng không đáy của tiểu ăn dụng tôi thì không thể nào mà ăn cái tổ mật ong này được. Cho nên là tôi đã mua thêm một vài loại bánh để ăn chung. Bữa trước thì tôi có thử vị của em này trong lúc unboxing rồi. Nhưng mà hôm nay sẽ thử lại hương vị nguyên bản để diễn tả cho mọi người nha. Vẫn như bữa trước thì tôi thấy nó ngọt quá luôn á. Nhưng mà kiểu ngọt không quá khác như đường. Nó khá thanh ha. Với nó hơi dính răng một xíu. Tổ ong nguyên khối này thì tôi thấy mọi người hay bỏ phô Milo dầm hoặc là bên hàng thì bỏ lên trên cái cây kem ốc quế nhìn rất là ngon lành. Chắc là do không hợp khẩu vị của tôi nên là tôi thấy cái phần xác kiểu như nhai đèn cầy ở trong miệng á. Dù hộp của tôi được tặng khá là xịn sò và phần sáp ong cũng mềm dẻo lắm rồi á. Ai đã ăn qua tổ mật ong nguyên khối thì để lại cảm nhận cho tôi nha. Giờ tôi sẽ ăn thử cái em tổ ong này với bánh rán Doraemon và bánh chi ong già. Bánh tráng này thì có nhân bơ và chà bông. Mà này hình như là sốt dầu trứng chứ không phải bơ phải. Ăn vô rất là ngon, kiểu giống bánh bông lan chà bông sốt trứng á. Nó hơi ngọt ngọt, mặn mặn và rất là cân bằng, không có bị ngán. Bánh chi ong già thì có chút béo nhẹ của phô mai. Và lúc cho vô miệng thì chỉ cần ngậm một xíu thôi là nó đã tan ra hết rồi. Phần nhân bánh thì rất là bông và không bị khô. Ăn không thì ngon á, giờ tôi sẽ ăn cùng với mật ong để xem độ ngon có tăng lên không nha. Mật ong khi ăn cùng với bánh tráng thì nó vẫn ngon y như lúc đầu. Kiểu mật ong cũng ngọt ngọt giống như cái lớp sốt á. Nên là kết hợp với chà bông cũng không có thay đổi gì. Mật ong với bánh chi không có hợp nhau chút nào hết. Vị rất là khó tả. Xin trả hai em nó về lại chỗ cũ. Giờ thì tôi sẽ làm phiên bản Milo dành tổ ong tại nhà. Dùng bột cacao thay cho Milo nè. Thêm một xíu sữa đặc. Ai thích ngọt thì có thể cho nhiều. Còn ai mà thích uống hơi đắng đắng thì cho ít ít như tôi nè. Rồi, thêm một xíu sữa tươi không đường. Cuối cùng là cho nước sốt vô. Bột cacao thì kiểu nó hơi khó tan nên là mọi người nhớ khuấy lâu và thật đều tay nha. Finally, cho đá vô nữa là hoàn thành. Ok la rồi á. Dù tôi chưa thử phiên bản ngoài hàng lần nào hết, nhưng mà vì muốn thử xem cái sự kết hợp giữa Milo và tổ ong nên là mình dạng làm thử nè. Ly nước của tôi không phải là đá bào nên là cái phần tổ ong này bị chìm xuống đá mất tiêu luôn. Giờ tôi đã vớt được em nó lên rồi nè. Ủa gì vậy? Gì vậy? Sao không có hợp nhau chút nào vậy? Mật ong thì đi một đường mật ong, cacao thì đi một nẻo cacao. Hay là tôi làm sai ta? Giờ sẽ thử tổ ong với bánh sandwich xem sao. Cặp đôi này thì làm cho cái phần mật ong đỡ ngán hơn một chút á. Tôi nghĩ là món này sẽ thích hợp để ăn sáng. Nhưng mà nên cho thêm từ 1 đến 2 loại trái cây ăn kèm để đỡ ngọt và dễ ăn hơn. Cuối cùng thì là tteokbokki gạo lứt. Tôi thấy shop bán chấm với mật ong nên là cũng mạnh dạn ghép đôi hai em nó luôn. Ơi là trời, có ngon xíu nào hết á. Vậy nó cứ lợ. Hay là tteokbokki chỉ hợp với mật ong khi mà chế biến thành một cái món ăn nào đó thôi. Tôi lại thất bại rồi. Dọn dẹp rồi đi ngủ thôi. Mọi người ngủ ngon, bye bye. Chào mừng đến với Khăn Khăn Đêm 001 của tiểu ứng dụng tôi. Những người bạn đang chờ sẵn trong đó rồi. Hai bro này chờ lắm rồi đúng không? Để xem hôm nay gì nào. Lục được trong tủ lạnh một cục phô mai mozzarella mới ken. Nên là tôi quyết định chơi lớn. Ăn mọi thứ cùng với cục phô mai này nha. Đầu tiên thì tôi sẽ làm chảy phô mai trong lò vi sóng. Và hôm nay thì tôi sẽ xây duyên cho phô mai với bánh Oreo, bánh tráng bơ, cơm cuộn, bánh snack và cuối cùng là phở trộn. Dọn gọn gọn mấy món chị ăn tới nha. Khi nào ăn thì tôi sẽ lấy tụi nó ra. Mở màn cho bữa ăn này chính là phở trộn phô mai. Bình thường thì tụi mình hay ăn phô mai với mì cay nè, mì trộn nè. Nhưng mà không biết nó sẽ ra sao khi mà ăn phô mai với phở trộn. Để tôi rót miếng nước ngọt rồi sẽ cho mọi người biết đáp án. Định uống một cái gì đó cũng có liên quan tới phô mai. Nhưng nghĩ lại thấy hơi ô dè rồi. Nên là tôi uống coca sương sương thôi nha. Giờ thì ăn thôi, ăn thôi. Cái này là phở trộn đệ nhất. Sợi phở nó khá là to và cũng mềm dai nữa. Theo như tôi thấy thì phô mai ăn với cái cọng phở trộn sẽ đỡ ngán hơn là ăn với cái cọng mì.
vị thì cũng rất là đậm đà và có một cái chút the the nhẹ. Nhưng cái sốt này khi ăn chung với phô mai, nó làm cho phô mai hơi đắng đắng nhẹ, kiểu hơi khét khét sao á. Nói chung là nó không có quá khó ăn nhưng mà cũng không phải là cái hương vị nhớ mãi không quên gì. Một cái sự kết hợp khá là an toàn. Xử lý xong tô phở trộn rồi, giờ sẽ tới em cơm cuộn này. Để tôi uống miếng coca lấy sức ăn tiếp nè. Cơm cuộn chắc mọi người cũng ăn nhiều loại rồi. Cái loại mà tôi mua là loại basic, có dưa leo, cà rốt, xúc xích, trứng chiên. Và nó cũng không có miếng tấu gì nhiều nha. Hộp cơm thì khá là dẻo, không có bị khô. Nhưng mà tấp bên bên trong thì cũng bình thường thôi. Khi ăn chung với phô mai thì làm cho các cục cơm có thêm cái sự béo ngậy. Thực ra là cũng không có đặc sắc lạ lùng gì cho lắm. Tuy nhiên là khi ăn nhiều thì sự kết hợp với cơm và phô mai sẽ khiến cho chúng ta ngán và bị no ngang nha. Chấm với tương ớt thì sẽ đỡ ngán hơn vì nó có chút chút vị rồi. Giờ sẽ là màn kết hợp của bánh Oreo và phô mai. Mọi người chắc là cũng chẳng xa lạ gì với bánh Oreo cho nên là tôi sẽ không có nói nhiều về cái vị của ẻm nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái lớp kem bên trong ra và thay phô mai vào giữa như này. Bước tiếp theo chính là cho vô miệng. Heo heo heo, siêu ngon luôn nha. Phô mai béo béo mặn mặn hòa với cái vị đắng đắng ngọt ngọt của sô-cô-la trong vỏ bánh Oreo. Rất là hợp nhau luôn. Ăn nhân kem như bình thường thì đối với tôi nó sẽ quá ngọt và mau ngán nữa. Nhưng mà khi chuyển qua nhân phô mai đúng là đỉnh của chớp luôn á mọi người. Kiểu hai vị nó hài hòa cân bằng cho nhau, ăn rất là cuốn. Đúng là một sự kết hợp ảo ma Canada. Tôi nghĩ là hãng Oreo nên cân nhắc để cho ra một cái phiên bản nhân phô mai nguyên chất như vậy nè. Rồi, giờ tới bánh tráng bơ ăn với phô mai. Topping ăn kèm của chúng ta có khô mực, hành phi và một chút muối tôm. Giờ hồi hộp cho phô mai lên trên cái bánh tráng nè. Cuốn lại, cuốn lại, cuốn lại. Và cùng hồi hộp cho lên miệng. Ăn vô thì không có thấy gì khác biệt cho lắm. Có lẽ là do khô mực với hành phi nó vị nó khá là đậm, cho nên là nó lớn ép luôn cả cái phô mai rồi. Cảm giác như là ăn bánh tráng cuốn khô mực bình thường á. Để tôi cuốn thêm một cuốn mà ít khô mực với hành phi lại nha. Thêm một chút bơ nữa để xem cái sự phối hợp vị nó như thế nào. Cho bơ vô là một quyết định quá sai lầm của tôi. Tôi đã phần nào đoán được cái sự lệch quẻ của nó rồi, nhưng vẫn làm. Bơ của bịch bánh tráng này nó bị hôi dầu rồi, cho nên là nó làm ảnh hưởng tới nguyên cái cuốn này luôn á. Quay về nơi bắt đầu thôi, chứ tôi cũng không dám ăn thêm. Giờ sẽ ăn phô mai với bánh snack. Snack vị thăn bò nướng. Cái vị này thì ăn thơm lừng và rất là đậm đà. Khi mà thêm phô mai vô á, thì nó vẫn giữ nguyên được cái hương vị, không có thay đổi là mấy hết trơn á. Mà kiểu phô mai với bánh nó không có quyện vô nhau, tụi nó cứ đi bên cạnh nhau như hai đường thẳng song song. Tuy đi cùng nhưng mãi mãi cũng không thể nào gặp được nhau. Trừ Oreo phô mai ra thì các bạn kết hợp hôm nay không có gì ấn tượng hết trơn nè. Chắc là hôm khác tôi sẽ thử phô mai với những món đột phá khác nha. Dọn dẹp rồi đi ngủ thôi. Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV của tụi ăn vụng tôi nha.